Good morning các bạn ơi. Ơi thứ năm. Ngày trôi đi trôi lại. Hôm nay mấy cái bông hồng này nó năm nay sao nó xấu quá à? Mà nó cũng tàn nhanh đó. Hay là tại vì mình không có ngắm nó mấy lên lúc này ta. Nhất là cái cây này nè tàn hết đây. Mấy năm trước mình ra chụp hình nào đẹp lắm. Nhìn cảnh này riết rồi chán quá, muốn đi xa. Ngày nào đó được đi. Nói chứ hôm qua đi giúp con gái dọn nhà đi lên Sacramento. Thì mình cũng tò mò coi giá nhà cửa trên đó làm sao. Thấy cũng rẻ hơn chút đỉnh ở trên so với San Jose. San Jose là giá trung bình khoảng 1,2 triệu. Trên đó giá trung bình khoảng 700 ngàn. Hy vọng tiền investment của mình nó lên một vài năm, hai năm nữa đi, lên đủ vài trăm ngàn để mua căn nhà ở cho nó vui. Thấy con nó nói cái nhà của chị nó mướn đẹp sạch thích. Nghĩ lại cũng ngộ nghĩnh thiệt á, ở chỗ này mua nhà giá cao dễ sợ luôn, mà mấy cái nhà cũ xì à. Còn mấy chỗ xa xa mấy tiểu bang khác mà mua bỏ ra chừng 500 ngàn ở nhà lộng lẫy. Nhưng mà không thích ở mấy tiểu bang khác mới khổ. Quen đâu ở đâu quen đó. Trên Sacramento nó hơi nóng hơn, mùa hè nóng hơn ở đây khoảng 10 độ, nó nóng dữ lắm. Yeah, mùa đông thì lạnh hơn, mùa hè thì nóng hơn, tại nó nằm ở chính giống như ở trong gần, không có gần biển ở San Jose vậy chứ mà gần biển hơn. Chơi vé số hoài, hy vọng chúng vài triệu mua nhà ở mà đâu có chúng được đâu. Khó lấy mà. Chơi stop thì lời chốc đỉnh, lỗ chích mò, có lúc là lỗ nhất là lúc này mình đang lỗ quá trời. Ngậm nó. Chịu thôi. Giờ này 8:10 bắt đầu học sinh nó đi học ngay chỗ này kẹt xe rồi. Ngay cái trường học ngay đây nè. Hình như 8:30 là tựu trường này phải. Thôi hỏi tựu trường hay gì ta? Chuông trường hay gì? Ở đây mấy đứa nó đi học trễ, nó phải ghé vô văn phòng rồi lấy cái tờ giấy. Không có được đi thẳng vô lớp. Coi như bị phạt á. Ở Việt Nam thì cửa trường đóng lại hả? chạy mấy phút không đóng cửa lại không cho vô. Trên đại học thì mình vô trễ 5-10 phút thì bị ông thầy giáo xì nẹt. Không có nhiều ông dễ, không nói gì hết. Thì ông khó thì ông... Một là ông đuổi ra, hai là ông cho... Ông làm cho mình chọc quê. Hôm
mấy đứa này nó đi đâu vậy? Ngược đường hướng trường, trường nó học bên đây mà đi đâu đi ngược lại vậy? Đi kiếm đồ ăn chắc. Bưu điện ở đây. Sáng nay sao buồn ngủ quá à? Không biết chuyện gì kể cho vui. Trời âm u lòng cho người mình nó cũng buồn buồn. Lúc này ít chạy xe đạp quá à, tại lười biếng, hai nữa cũng bận rộn. Sắp hết tháng 8 rồi, nhanh dễ sợ luôn. Lâu quá cũng không ra công viên đi bộ nữa, trời ơi. Muốn cải tạo sức khỏe mà cứ vậy là chết rồi. Đói bụng. Mình đang trên đường qua thăm mẹ già, ngày nào cũng vậy thôi. Canh chừng mẹ già 3 tiếng, 4 tiếng gì đó cho chị đi chợ. Xong cái về lo cho thằng nhóc. Ngày nào cũng như ngày nào. Người tự nhiên cái thèm cái nhà dễ sợ luôn. Người đó có nhà thấy không có, đâu có ở không mà lo săn sóc nhà đâu, cứ về ngủ thôi, đi làm trả tiền nhà chết mồ tổ. Có miếng đất rộng rồi ha, nuôi gà nuôi vịt rồi vui chơi vui, trồng cây trồng cỏ tuổi già. Ở đây có cái trường tiểu học nè. Ủa, trung học cấp mo cấp 2 hả? Từ lớp 6 cho lớp 8. Mấy đứa nhỏ ở đó học ở trường này không? Mấy hai đứa con mình. Ngày nào cũng đi rước tụi nó mà nó vui vui lắm mà. Ngày đi rước đó cái nó đi học ra gặp mình nó mừng thì sợ ôm. Trước khi đi thả nó xuống thì nó ôm nó hung, cái đến khoảng khoảng lớp mấy lớp 7 cái tự nhiên là nó ngưng rồi, nó không hung nữa, nó sợ thời bạn chọc quê. Chở tới thả xuống mở cửa ra bay 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 thôi là đi vô mà không có hung nữa. Mình nhớ hai đứa nhỏ mình tiên đi học của mẫu giáo vậy nó không có khóc, không có đứa nào khóc hết. Có mấy đứa trời ơi bỏ xuống khóc quá trời, nhất định không vô lớp rồi cha mẹ phải ngồi đó. Anyway, mình vô thăm bây giờ vài tiếng thì chút nữa hy vọng
ông trời nắng lên cho tinh thần nó vui vui chút đỉnh. Giờ cơm tới rồi, giờ cơm tới rồi. Bữa nay mình ăn một bữa cơm rất là đạm bạc luôn. Tại vì mình, như mình nói, mình coi lại cái phim Bỗng Như Muốn Khóc. Ủa? Đúng rồi, Bỗng Như Muốn Khóc của Tăng Thanh Hà vậy đó. Thấy mỗi lần họ ăn cơm mình thấy cũng thích lắm. Để cho các bạn coi mình ăn cái gì nha. Đây, cái món chính là món cá hồi. Cá hồi này nó bán ở Costco, nó pha cái chất nước ngâm của Mỹ đó. Thì mình cơm này là cơm gạo Ấn Độ nè, mình làm nước mắm mớ ớt. Trái ớt này là trái ớt của mình trồng từ hột luôn á, cái cây ở ngoài đó. Hôm vừa rồi mình là hái được một mớ về ăn. Trứng chiên, bông cải luộc. Đó, bữa nay mình có ăn 3 món là cũng như rất là đạm bạc luôn á các bạn ha. Uống nước lạnh. Hôm qua lên giúp con gái dọn nhà thì mình dọn mấy cái đồ lặt vặt thôi à, còn mấy cái đồ nặng thì bữa nay nó mới dọn, mà nó mướn người ta đến khiêng á. Thì mình mới vừa text nó hỏi nó dọn xong, nó nói dọn xong rồi mệt lắm. Và nó coi như con gái của mình nó mướn cái nhà ở gần trường đã đi học. Ở cũng được 3 năm rồi, năm đầu nó ở trong nội trú. Mình ăn thử nha. Ngon. Năm đầu nó ở nội trú trong trường á, ăn cơm đồ gì á thì cũng trả tiền cho trường nó bao hết. Cái năm thứ hai nó tụi nó phải đi ra mướn nhà riêng. Mẹ nó mới mướn cái nhà apartment cũng cũ kỹ lắm. Năm đứa con gái ở chung 3 phòng. Ăn thử cá nha. Mình thôi mình không dám ăn cái da, tự nhiên sao mình con gái nó thích ăn cái da, mình cái da mình sợ tanh nó không dám ăn. Bữa nay ăn cá là cũng nước mắm, chấm nước mắm. Ngon quá. Ở đó 3 năm cái apartment đó là bây giờ tụi nó học xong rồi phải trả lại. Con gái mình thì nó có việc làm rồi cho nên nó cũng ở trên đó luôn, không có về đây với mình nữa. Đủ lông đủ cánh con cái nó đi rồi. Anyway, hình như cá nó không đủ mặn để mình chấm nó mắm mình ăn. Coi như con gái nó qua một cái bước bước đường đời mới của nó, tự lập rồi đi làm. Mình cũng ráng giúp đỡ nó chút chút đỉnh, khi nào mà nó vững rồi thì mình sẽ buông lơi luôn. Ráng giúp cho nó có chiếc xe. Nó đi làm, nó tưởng chịu đi học. Trước mình dạy cho nó lái xe, nó thi rớt rồi, nó không chịu thi nữa.
giờ cho bạn nó chở nó đi làm. Coi như cuộc đời của con gái nó bước qua trang mới. Trang kế tiếp là chắc phải lấy có chồng, có chồng có con. Đó mình được làm ông ngoại. Nghe thấy buồn quá. Yeah, cái căn nhà mà nó mới dọn ra, mình thấy khu nó cũng mới lắm. Cái tự nhiên mình có ý nghĩ mình muốn mua căn nhà cho nó, dọn lên nó ở gần với nó. Mình nói nó mình mua nhà cho nó ở chung, nó không chịu. Hôm nay muốn ở gần cũng được đó, nghĩa là muốn mua căn nhà kế bên nó cũng chịu nó, nhưng mà nó không có cho, nó muốn ở chung. Rồi thôi, không biết tại sao mà nó chống cự sống chung với ông già. Muốn tự lập. Ăn thử ăn đại cái da coi. Không tanh nhưng mà sao thấy ấn ấn sao. Yeah. Cá hồi mình mua cá hồi tươi chiên lên ăn cũng được, mà mình làm biết quá. Thì lúc mình làm cái nó tanh ấy, mình tự nhiên đến lúc chiên ấy, mình không muốn ăn. Còn cái này nó làm sẵn rồi, mình chỉ thảy vào lò nướng nó lại cái ăn được. À, cũng đói bụng. Bây giờ nằm coi nhà, giá nhà cửa ở trên đó bán bao nhiêu. Cái khu con gái ở nhà nó bán khoảng 700.000 tới 1 triệu. Và nhà mới, không mới, mới là mới toanh luôn. Mới cũng giống như là 10 năm trở xuống vậy đó. Mấy nhà kiểu đó ở dưới San Jose này là 1,5 triệu. Thì coi như trên đó nó cũng rẻ. Nhắm mấy căn nhà 700.000 mình thích lắm á, nhưng mình đâu có đủ, đâu có đủ tiền mình trả mua 700.000 lúc. Và bây giờ mượn nhà băng mà mình không có đi làm full time thì đâu có, nhà băng nó đâu cho mượn. Đấy, mình hy vọng thằng con trai nó đi làm. Hai cho con mua nhà chung. Lúc đó thì có thể. Còn hai nữa là phải trúng số. Thấy mấy cái nhà mới ở cũng thấy thích. Lúc trước mình mua căn nhà, hai căn nhà cũng là nhà cũ không à. Không. Một căn nhà cắt hồi thời 70. Rồi căn nhà sau này, căn nhà thứ hai mình mua thì nó cũng khoảng thời 80. Nó tóm ra nhà nhà bây giờ lên giá mắc quá nên nhiều khi lúc không dám nghĩ tới. Tự nhiên ngày qua đi lên đó này, tự nhiên thấy thèm thèm căn nhà, có căn nhà ấm cúng đang trồng cây trồng cỏ đâu. Ăn bữa cơm đạm bạc ngon quá các bạn. Anyway, thôi mình ăn xong rồi cái mình đi coi football. Mùa football tới nè, trận này là trận gọi là đầu mùa đó. Chưa có vào chính thức, nó chỉ đá thử. Nó đánh thử đặng coi chân cẳng của mấy cầu thủ mới coi à. Coi cái nào đá được thì nó sẽ cho chơi. Nào đá dở quá thì nó loại ra. Anyway, mình ăn cơm cho xong rồi mình sẽ đi coi football.
Mình chúc các bạn nghe mới vui vẻ nha. Cơm đạm bạc bữa nay ngon quá. Bye bye.